Rồi mọi người đừng tiếc video này nha Cố gắng mua cho bên em ủng hộ Và em, em bán sập sàn Sập sàn luôn nha Và mọi người được ích lợi gì Được ích lợi ví dụ người lớn đi không bây giờ Trơn ngã này nọ lung tung Ngã là có thể dẫn đến gãy tay gãy chân Nhẹ cũng phải bay vài củ Nặng là cũng bị tai biến Hoặc bị này bị nọ lung tung nằm liệt giường Đó là chuyện bình thường nha Là mất một người chăm sóc của đó nữa kìa Đó là chuyện bình thường Thì mọi người nghĩ đi em bán một cái bát như thế này nữa một trăm nghìn thôi, thế không? quá rẻ luôn. Về nhá xài một năm xài hai lần, thế là ba năm mới có hư cái này đi. em cho ghê lắm rồi, đó. ba năm mới hư nổi. Nó trúng mòn luôn mà ghê lắm. Thì mọi người nghĩ bao giờ tránh hư, nên cố gắng mua. Em mua không cần cọc luôn, mua là cứ nhận hàng cho em, cho bài bản. Em bán giá cực kỳ hữu nghị rồi thì cố gắng nhận hàng cho em là được, đừng có bom hàng, bởi vì nó không đáng gì cả, bom mà nó không hay. Thì cố gắng đến nhà nhận hàng cho em là được Cứ 100.000 không bao ship Là chơi 130.000 ship tận nhà đó thế giờ Yêu cầu là Cố gắng mọi người máy lớn đó được thì tốt đó. Còn máy nhỏ thì làm vừa vừa thôi đó. Và đánh rong rêu này Làm sạch nhà này Làm sạch mọi thứ này Và đặc biệt một cái nữa Đó là rất tốt cho người già và trẻ con Thanh niên như này như kia thì ừ thôi nó giữ thăng bằng nó tốt thì mình nói người già họ đâu giữ được thăng bằng giỏi nữa và trẻ em vậy ngã gãy tay gãy chân ra đó cuối cùng mình là người hối, hối hận không thì cố gắng về hôm trước em có làm một video trà rêu này trà những cái rác này rất là nhanh cực kỳ nhanh luôn cực kỳ hiệu quả luôn nên thành ra em muốn mọi người tết nhất vừa sạch sẽ nhà bỏ ra trăm nghìn xài ba năm thì tội gì mà không bỏ và đặc biệt nha vẫn làm được cỏ ở nền xi măng luôn nha nền xi măng mà mấy cái chỗ mà sát nền xi măng mọi người làm được luôn đó thì làm cỏ thì tất nhiên là nó sẽ nhanh hư hơn thì mọi người nói để trà không thì nó rất là bền còn nếu như mà làm cỏ thì nhanh hư hơn chút thì cũng đến bao giờ chẳng hỏng đâu Đó. nên cố gắng em nghĩ mọi người đừng có bao giờ nên tiếc trăm nghìn nhiều khi nó bay vài triệu vài chục triệu và cũng có thể là bị một người coi một người Đó. ý em là vậy để mọi người tự hiểu thôi nên cố gắng mua ủng hộ bên em rất là rẻ trăm nghìn quá vip luôn thì uh, nó chạy được, uh, đây nó chịu được mắc tua này. Đúng không? Rất là ghê. Và bên em rất là nhiều nhá. Đây, tha hồ để mọi người mua. Nguyên đống. Bao ship tận nhà nhá. Có nghĩa là 130 là bao ship tận nhà. Còn 100 là giá tại chỗ. Còn mọi người mua theo máy tính 100.000. Đơn giản vậy thôi. trăm nghìn là ship luôn bởi vì em nhét một thùng cái này xong luôn. Đó. Và những cái này thì bên em không bị uh, đóng thùng. Cứ như này là gửi thế này đóng hộp này là gửi thôi, nó rất là tiện nên là mọi người yên tâm trước khi đón tết đó thì cố gắng làm cho sạch sẽ nhà cửa đón tết cho nó oai đâu vô đó hết là đánh hết trong rêu đồ này nọ cứ một cái này là 100 nghìn này cứ một cái này là em đóng thùng lại như thế này thôi là em gửi đi thôi Tại bao ship tận nhà cho trăm ba chục nghìn còn nếu như mà mọi người mua theo máy luôn đó thì bên em tính trăm thôi rồi ok thì đó em cũng nói rõ Người ta bán ít 170, 180 bên em có trăm đây Quá hữu Cực kỳ tốt luôn Em muốn mang đến những cái lợi lâu dài cho bà con nông dân thôi Và em muốn là mọi người cố gắng làm sao là làm Cố gắng làm sao cho cái nhà mình nó sạch Đừng có rong rêu đóng lên, đóng xuống Đóng cục 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 Thì bắt đầu làm người già họ đi ra họ ngã một phát Nhìn tội lắm Hôm trước nhà em bị một bà kia đi ngang ngang ngã ý mẹ cái chân nên thành ra em muốn em thấy vậy à, cố gắng thấy vậy nha mình thấy tội Được. nên là cố gắng mua một loạt này về Và đầu đánh cho sạch sẽ bỏ ra ngày một rồi. không đến ngày đâu hai tiếng hồ đánh xong hết cả cái nhà Tha hồ mà sạch sẽ, sẽ rồi ok nha nguyên thùng luôn á thả hồ mà mua cứ trăm ba nghìn bao ship tận nhà luôn ai muốn mua cứ nhắn vô vô show zalo này này cho địa chỉ họ tên số điện thoại, Đó. nhắn vô em muốn mua là cứ chầm ba là bên mình gửi tận nhà rồi mới thu tiền, phải lo lắng điều gì hết, Đấy. Đấy. quá khỏe luôn. rồi ok nhá, nhập về với số lượng khủng nhá, thì đây là những cái giúp cho bà con nông dân làm những công việc dọn nhà, thì tết nhất đến nơi rồi em nhập về với số khủng và đây là tác phẩm của bên em vừa về luôn rất là đẹp, đây cho mọi người coi, số lượng rất là khủng nha cái này là nó chống mòn luôn nha, đây khi nó xoay là xoay theo chiều này này Đấy. là nó chống mòn luôn nha, bởi vì nó sẵn theo cái chiều sắn ốc nên là chống mòn luôn nha, rất lâu mòn, Đó. mọi người coi này, nó gia công rất là đẹp rất là đẹp nha, và để gắn vô máy cắt cỏ và nếu như mà mọi người mà mua á, thì do bên em phân phối là đa số máy lớn nên là em lấy cái, này là loại của máy lớn này là nói chung máy nhỏ thì mọi người đưa vô thì làm từ từ thôi đừng có ép thì vẫn được còn đa số là máy 33 cc đổ lên là xài là ok nhất 33 cc đổ lên 26 đổ lên là cũng xài được nó khoảng ký nha tầm khoảng ký tầm khoảng ký rồi thì bên em siêu sốc nha 100 không bao ship 130.000 bao ship tận nhà đó, nói trước và cứ mua bao nhiêu bán bấy nhiêu Đấy. không cần cọc luôn ừ, ưng là chơi thôi đó, bên em bao ship tận nhà đó, bữa nay cái này không cần cọc nha bởi vì không bị đóng thùng chứ còn bị đóng thùng như thế kia thì bên em phải cọc thì bây giờ mọi người cứ ai có nhu cầu mua về dọn nhà để đánh những cái rêu rong rêu này đó để mà làm sạch nền nhà này, cái này mà trà qua nền nhà sạch tưng luôn. Có nghĩa sạch trà nền sân thôi chứ đừng cà trà lên 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 gạch bông gạch đồ lung tung thì nó hư hết, à, thì nó hư thôi. Còn nếu như cái này mà trà đi và những cái người già người đồ lung tung á là nếu như mà trà được rong rêu đi rất là nhanh và không bị trơn trượt ngã. Nhiều khi mọi người chỉ tiếc một cái này thôi, tiếc một trăm thôi nhưng mà nhiều khi ngã là có thể dẫn đến tai biến rồi để lại hậu quả rất là lâu dài nha nên là thành ra em muốn để mà giúp ích cho tất cả mọi người có những cái mà nó ngon nhất để mà dùng à, và em có một video test rồi test rất là nhanh làm chỉ rạch rạch là xong thôi mọi người nguyên một cái nhà mọi người chỉ bỏ ra khoảng một buổi thôi và mua một lần là xài vài năm không bao giờ hư bởi vì một năm cao lắm dọn hai lần thôi bỏ ra trăm bạc cho mấy để không 100 nghìn, 300 nghìn, trên ship trăm ba 000 thì um, có trăm nghìn thôi. Mà mọi người được cái gì? Được cái là 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 là, là về cái là xài phải ba năm mới hết, mới hư được cái này. nó một năm bỏ ra khoảng hai lần dọn thôi, là cái nhà rất là sạch, đẹp nữa. Tết nhất đến nơi rồi thì mọi người nên mua ủng hộ nha. Đó, không cần cọc nha. Ai mua cứ nhận, cố gắng alo đọc địa chỉ cho em hoặc là nhắn tin vô địa chỉ dây số yellow này này. Đó, là em mua cái này chụp lại màn hình em mua cái này rồi về cố gắng đánh cho sạch sẽ để ví dụ như những người già mình đi đâu có những người già ở nhà là mình yên tâm hoặc có trẻ nhỏ ở nhà nó yên tâm rong rêu mà nó đóng như này nè là mình yên tâm mình không phải suy nghĩ gì ở nhà ừ, ba mẹ mình hay ông bà mình có bị chợt ngã hay có bị này nọ không thì đó một là ưu điểm thì em phân phối này nhá rất khủng số lượng rất là khủng lại nguyên thùng thùng vậy đó rồi ok một lần nữa cảm ơn mọi người Thì Em nói luôn Mọi người cố gắng mua được rất là tốt Chứ không có đáng gì hết á 100 bạc ăn rồi nó cũng hết 100 nghìn ăn rồi nó cũng hết luôn 100 bạc thôi ăn rồi nó cũng hết Nhưng mà mọi người được ích lợi gì Được ích lợi cái người lớn không bao giờ chợt ngã Hay như thế này như thế kia mình rất là yên tâm Nhiều khi chợt ngã cái tay em phát là mất tiền triệu rồi mà nó chưa chắc nó là liền lại được mà nhiều khi là 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 là, là... chật ngã phát thật dẫn đến tai biến như này như kia luôn là rồi coi như nằm thực vật suốt đời luôn thành ra đó cố gắng về bỏ ra một ngày một trà rửa cho sạch sẽ hết cái nền nhà để mình yên tâm đã nói chung là cái mà quan trọng nhất là cái yên tâm gần như là rất là rẻ 100 nghìn mà xài 3 năm không bao giờ hư hết hết luôn bởi vì một năm cao lắm mọi người chỉ đánh hai lần thôi thì cái này không nhẽ không đánh được 6 lần à không? Là yên tâm, một khi em nói là ngon là ngon Bao xài Những cái gì nên tích tiền Những cái này là không có tích tiền Nói thiệt, những cái này là không bao giờ nên tích tiền Bởi vì nó mang đến tiền ít nhưng mà mang đến hiệu quả cao Đó. Quá VIP luôn, nó chịu được vòng tua này 10.000 vòng trên một phút luôn này 10.000 vòng trên min này Rất là VIP, tha hồ về chạy nên là mọi người yên tâm với số lượng khủng nha Đó, mua nhiều bớt cho mua ít thì không nói mua nhiều bớt cho chúc người ta bán đến trăm bảy trăm tám cái đó nói thiệt luôn bên em trăm thôi không bao ship bao ship đến nhà nó là trăm ba bữa này cô khuyến mãi lại đến nhà là trăm ba còn uh, giá tại chỗ cứ trăm nghìn đó. rồi mọi người chịu tiền cước cho em đã xong còn mọi người mua theo máy thì cứ tính trăm nghìn cái trăm nghìn cái xong rồi ok nha